Như chị Hòa đã chia sẻ, nếu chỉ để có tiền và cuộc sống đầy đủ thì không cần đầu tư thêm nữa, bởi vì đầu tư thêm thì càng vất vả. Tuy nhiên sau những trăn trở muốn giúp bà con nên đã quyết tâm quay về thị trường nội địa và cam kết với mỗi một ký sản phẩm bán được sẽ trích lại 1.000 đồng gây quỹ khuyến học cho các em con ngư dân nghèo, và số tiền của tỉnh nào thì sẽ chuyển về cho tỉnh đó. Với sự nhiệt tình và nhiệt thành của công ty Đồng Hải Châu thì riêng công ty chúng tôi cũng rất là tâm huyết với chị Hòa về vấn đề này, cho nên sẽ hết sức ủng hộ việc làm của công ty là sẽ xây dựng cái chương trình này và cố gắng bán hàng rất nhiều. Hành trình trở về tuy mới bắt đầu thôi, nhưng ADC đã trích lập quỹ dự phòng, tài trợ học bổng trọn gói cho các bé năm học 2018-2019 với số lượng là 1.200 em trên 16 tỉnh. ADC rất mong nhận được sự ủng hộ của sở ban ngành, đoàn trường, các đại lý và các chủ tàu có thể giúp để đưa được nhiều em hơn nữa đến trường.